À, tiếp đến là Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ chia sẻ với các bạn một tác phẩm cây xanh có một cái giá trị nghệ thuật rất lớn như thế này. À, để chia sẻ với tác phẩm xanh, chúng ta cùng nghe anh Nhận là tổ trưởng tổ kỹ thuật của cơ sở đôi điều tâm sự về tác phẩm này. Xin có đối lời với khán giả, riêng cây xanh này là một cây siêu hồi rất là cổ quái, mà bộ rễ là ôm đá gọi là mộc thạch hòa quyện, mà hai nữa là nó một canh phóng, thân của nó lướt theo chiều gió bão, đã muốn nói lên sự từng trải quần quại để đáp ứng với cuộc sống. Nên tác phẩm này tất cả các khán giả và các khán giả yêu với nghệ thuật, yêu với cây thì sẽ cũng cùng tôi chia sẻ và bình luận. Cây này thật là tuyệt vời, Vâng. dáng phong ba mà cũng là từng trải qua năm tháng của sóng gió, đến bây giờ vẫn sống hiên ngang, mà cuộc đời của con người ta dù có khổ đau hoặc là mất mát những gì, nhưng chúng ta vẫn niềm tin để mà hy vọng đến cuộc sống tương lai tốt đẹp nhất. Đúng như cái này, các bạn thử nghĩ xem, nó cũng như vậy, đã siêu đi rồi nhưng lại hồi lại trở lại bình thường Vâng. và vẫn ra được những cây lộc chồi non đẹp đẽ, bông tán bông bềnh, trong một tác phẩm để chúng ta gắn kết cuộc đời chúng ta vào, thật là tuyệt đẹp, và cũng nên có những cái trải nghiệm để chúng ta rút kinh nghiệm cuộc đời ta. Không có gì là không có thể Vâng. làm được, và không có thể quyết tâm ta sẽ thành công. Cây này thì dòng xanh gì anh? Đây cũng là dòng xanh Nam Điền Vẫn cái đấy, xanh Long Điền ạ. và mà bộ lá với lại bông tán nó rất là đẹp. Thế còn dáng thế cây vẫn là chỉ là Siêu dáng hồi, siêu vâng, hồi, siêu hồi, dáng siêu hồi. vâng, gọi là siêu phong. Vâng. Chúng ta vừa nghe anh Nhận đã chia sẻ cái hình ảnh cây xanh dáng siêu hồi, một tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao ở trong khuôn viên vườn cảnh Anh Thịnh ASEAN Sơn Tây. Chiêm ngưỡng những cái thân bệ, chúng ta thấy là tác phẩm có cái thân rất là đẹp. Không có chỗ nào có chiều dài quá 15-20 phân là không chuyển mình. Và những cái điểm nhấn của nghệ thuật trên thân cây đã nói lên cái điều là cây dáng siêu hồi nhưng mà có một cái thân rất là hợp lý. Đấy, ở mé bên này chúng ta tiếp tục thưởng thức cái đường đi của thân cây. Và điểm nhấn của nó ở cái lúc mà tạo ra một cái tay thứ nhất trên thân cây, gọi là tay một. Đó, chúng ta cùng quan sát cái điểm nhấn là ở cái chỗ tay một, nó có một cái khuỷu như thế này. Sau khi đưa ra khỏi thân để tạo tay một thì cái khuỷu rất là nghệ thuật đưa xuống để lấy tán ngang của tay một.
chúng ta cảm thấy cái bóng của cây rất đẹp. Dáng siêu hồi, rất độc đáo. Kế tiếp, Hương Sắc Đô Sinh chia sẻ với chúng ta một tác phẩm xanh. Vâng, đây là tác phẩm xanh dáng phụ tử. Trông nó cao, dáng giống người cái con ở đấy. Vâng, rất là đẹp. Đây là cây tử. Chúng ta thưởng thức một cái bệ rất đẹp.